Đồng chí Phạm Văn Huy phải không ạ? Rồi, các anh chị... Anh kiểm tra em về lỗi gì ạ? Tôi kiểm tra giấy tờ, cũng công an xã người ta kiểm tra giấy tờ của anh chị. Anh có làm theo chuyên đề không ạ? Chuyên đề gì? Anh có làm theo chuyên đề không ạ? Đồng chí Trung, thiếu úy, Trung úy à? Bây giờ tôi dừng xe anh nhá, để tôi kiểm tra giấy tờ. Không nói chuyện này. Không nói chuyện với tôi, thì kiểm tra giấy tờ của anh nhá. Còn bao giờ xuất trình đủ giấy tờ thì chúng tôi cho xe đi. Nhưng mà tôi có lỗi gì mà phải xuất trình giấy tờ? Anh đi nhanh theo vòng cua này chúng tôi thúc. Không thể, cứ được rồi, đây là anh đang cầm chìa khóa xe tôi đúng không? Rồi, dừng xe để kiểm tra giấy tờ xem rồi. Xe có giấy tờ xe không? Nhưng mà anh tôi giấy tờ chúng tôi cho vi phạm lỗi gì không? Chúng lỗi gì đâu mà đi nhanh dừng xe, đây là dừng xe hết mọi người đi. Đi nhanh. Anh bảo tôi đi nhanh là như nào? Anh không cần đường này quy định tốc độ không anh? Tôi thấy các anh chị đi nhanh coi như là tôi thuyết lại để tôi kiểm tra giấy tờ. Đấy, bắn tốc độ đâu? Điện nhà mà cầm giấy tờ hay tôi xét này. Không có mang giấy tờ gì đâu. Anh nói là tôi đi nhanh. Ông bảo cái gì mà ông quay? Tôi nói luôn cho anh biết nhá. Không phải quay nhá. Không phải quay, tôi đang làm việc. Tôi đang làm việc với anh đúng không? Tôi đang làm việc đúng không? Đúng rồi, thế sao ông lại quay? Mày không làm việc được với tao. Mày cái gì? Ông nói mày cái gì? Các được, không làm việc được với tôi. Được, thế tôi không làm việc nữa. Làm việc với chị đi ra chỗ khác. Anh này điều khiển xe đúng không? Làm việc với anh. Điều khiển xe máy rồi. Được rồi. Tôi đủ giấy tờ nhưng mà anh không trình. Anh cứ nói đi, tôi vi phạm lỗi gì tôi xác trình. Tôi dừng xe cô, tôi sẽ kiểm tra giấy tờ xe này. Lỗi gì là mà không có xe, giấy tờ tôi thu lại xe này. Được, tôi nói luôn. Trường hợp này cứ để đấy. Còn xe mà không đủ giấy tờ thì mày là người có quyền giám sát không? Giám sát ông làm việc. Thôi, bỏ ngay đi. Nên làm cái gì mà giám sát? Quay vào đây. Nhà anh cướp điện thoại của tôi đúng không? Cầm lấy ra. Anh tát tôi đúng không? Quay vào đây à? Tôi nói cho ông biết nha. Anh giết cái hộ này nhá. Có ai biết chứng kiến đúng không? Láo mà léo. Tôi không để việc này im. Đừng có phải là người cảnh sát là thích làm gì thì làm. Ông cứ làm việc của ông đi. Ông đánh người đấy à? Bây giờ đánh cái xe này có ông vừa tát tôi có mọi người đây. Trình giấy tờ. Vừa đánh xong. Ai tát như vi phạm cái gì rồi thế? Ai đánh không? Vi phạm cái xe này bây giờ đang không có giấy tờ. Vừa tát tôi. Chả có cái gì. Tôi nhớ cái xe. Chờ thấy có lỗi thì bảo hiểm tôi mua bảo hiểm tôi nha. Ông vừa đánh tôi tát tôi. Bố láo à? Bây giờ các anh chị đi đường, bây giờ xe chúng tôi là kiểm tra giao thông, dừng. Kiểm tra dừng hết đi, dừng hết xe đi. Không, dừng hết xe đi. Chả thấy có gì mà dừng xe được à? Gì mà anh tự dừng kiểm tra tôi, đúng không? Tất cả các xe đi đường, đi xe không, mày quay ra không được. Không gì? Sao lại? Quá à? Quá à? Đừng có lằng nhằng. Không cần đấy, ông đừng có ở đây nói thử biết. Em ơi không phải thế đâu em ạ. Mọi người tất nhiên các anh có quyền kiểm tra. Nhưng mà tôi không có quyền quay tôi. Các em xuất trình giấy tờ xong các em đi không có vấn đề gì cả. Xuất trình giấy tờ thì dừng hết tất cả các xe đi để cho người ta xuất trình giấy tờ đi. Tại vì chúng tôi có lỗi gì đâu. Người dân có quyền giám sát. Người dân có quyền giám sát. Anh trình xuất trình giấy tờ anh làm cái gì mà anh tôi là người dân thì anh cũng là người dân đi làm việc vì dân mà anh đang dừng anh làm việc vì dân làm việc vì dân làm việc vì dân người ta còn quay thì không phải làm việc vì dân trình ra còn vấn đề hôm nay ấy anh cứ tiếp tục làm việc đi. Trường hợp này nếu không cương quyết làm việc em điện vào huyện để giải quyết nếu không xuất trình giấy tờ điện về huyện thoải mái điện về huyện luôn điện thoải mái. Chúng tôi mời về xã thì nếu mà không cương quyết không chỉ... Không mời về đâu hả? Chúng tôi làm gì về đi đâu? Thuê xe không lâu, vất xe lên thôi thì... Đấy, không mang xe của chúng tôi đi được đi. Làm sao, tại sao lại tự nhiên lấy xe của chúng tôi? Chúng tôi không đưa giấy tờ ra lấy xe của chúng tôi. Chúng tôi có cái lỗi gì? Chúng tôi có cái lỗi gì? Lỗi không, xe không có giấy tờ. Không có giấy tờ, tại sao tự nhiên dừng xe, có lỗi gì đâu mà tự nhiên dừng xe. Anh cứ làm việc của anh. Làm gì có cái lỗi ấy? 11 tháng ý. Dừng xe, dừng hết tất cả các xe đi.
cái việc của cơ quan chức năng người ta làm không phải chi, không phải dục, không phải tham gia vào nhé. Không có lỗi gì tự nhiên dừng xe, người ta phải có lỗi gì mới dừng xe. Cần đánh người, giải thích đánh người. À, người ta đánh. Không đánh, tắt rồi bà đấy, không đánh. Hất cái điện thoại. Hất điện thoại. Không phải có rồi, không phải không nói. Không nói nhiều. Ăn điện này.